Tôi đã khởi nghiệp thành công nhờ hai bí kíp này. Với sự phát triển rất là nhanh chóng của xã hội hiện nay thì có nhiều hơn một cơ hội mỗi ngày để giúp cho chúng ta khởi nghiệp thành công. Tuy nhiên là nó cũng ẩn chứa rất nhiều những cái nguy cơ làm cho chúng ta rất dễ bị thất thoát tiền bạc nếu như chúng ta chưa có một cái sự chuẩn bị kỹ càng trước khi bước chân vào khởi nghiệp. Phương đã từng khởi nghiệp trước đây và đã mất mát đi toàn bộ số tiền mình đầu tư vào, cũng như một khoảng thời gian hơn 3 năm toàn bộ công sức của mình cũng đã mất trắng vì mình đã không có bất kỳ một cái sự chuẩn bị tốt trước khi mình khởi nghiệp. Và nếu anh chị nào chúng ta đang chuẩn bị khởi nghiệp và trước đây đã từng làm kinh doanh khá nhiều lần, nhưng bây giờ chuẩn bị để chúng ta có thể lựa chọn một cái cơ hội kinh doanh mới và bắt đầu khởi nghiệp lại, thì hãy cùng Phương xem hết video ngày hôm nay để tránh cho các anh chị trường hợp bị thất thoát, tránh trong cái việc trường hợp chúng ta đầu tư quá nhiều thời gian công sức nhưng mà vẫn không thành công. Chính vì vậy, sau khi mà Phương áp dụng được hai bí kíp mà hôm nay Phương chia sẻ thì Phương đã rút ngắn rất nhiều thời gian để giúp cho mình tiến tới cái hành trình tự do tài chính. Đầu tiên, chuẩn bị những tư duy về tiền và về kinh doanh trước khi khởi nghiệp. Mình mang tư duy của một người làm thuê để mình đi làm kinh doanh, cho nên Phương có rất nhiều những cái giới hạn niềm tin về tiền. Và Phương nghĩ tiền nó chỉ để tiêu xài thôi. Mình không biết mình kiếm ra bao nhiêu tiền thì cũng không có giữ được và không biết cách quản lý tiền. Mình còn có những niềm tin sai lệch về cái sự thành công. Mình nghĩ rằng những người thành công á, bởi vì họ rất là giỏi thì họ mới có thể kinh doanh và họ trở nên thành công. Cho nên mình thấy mình không đủ khả năng và không giỏi kiếm tiền. Vì niềm tin đó nên khi mình bước chân vào một cái lĩnh vực kinh doanh, mặc dù mình cũng chăm chỉ, mình cố gắng cần mẫn rất là nhiều, nhưng mà mình có quá nhiều cái sự giới hạn và mình đã không tạo ra được dòng tiền, và mình cũng dậm chân tại chỗ như y chang cái hồi mình đi làm thuê. Và mình cũng có rất nhiều những cái niềm tin không đúng về kinh doanh. Mình nghĩ kinh doanh chỉ là mình bán sản phẩm cho người khác và mình chỉ ăn chênh lệch thôi. Và mình cứ lao đầu đi, mình tìm kiếm những sản phẩm. Tuy nhiên cái thứ mà quan trọng nhất trong kinh doanh đó là mối quan hệ giữa con người và con người. Mình phải tạo ra một cái giá trị gì đó cho người khác để họ có thể cho mình lại một giá trị tương đương về tiền. Cho nên suốt hành trình kinh doanh, mình chỉ tập trung vào sản phẩm. Mình không tập trung vào cái việc tạo dựng và xây dựng những cái mối quan hệ chất lượng xung quanh mình. Cho nên mình cảm thấy lúc nào mình cũng thấy cái tệp khách hàng của mình nó không có. Mình cảm thấy cái việc mình đi tìm kiếm khách hàng nó rất là chưa dễ dàng. Và nếu kinh doanh mà không có khách hàng, không tạo ra tiền, thì đó là dấu hiệu của việc kinh doanh đang ngày càng lụi tàn. Nếu như bạn được trang bị cho mình một cái bộ tư duy đúng về tiền và về kinh doanh thì chắc chắn rằng bạn sẽ có khuynh hướng lựa chọn cho mình những cơ hội kinh doanh phù hợp và để giúp cho bạn thành công luôn trên cái hành trình bạn đi kinh doanh. Nếu như bạn chưa có một cái bộ tư duy này thì có thể tham gia học cùng Phương hoặc nhắn Phương gửi cho bạn bộ tư duy mà Phương đã áp dụng trong quá trình mình thành công trong kinh doanh. Bước số 2 đó là hãy xây dựng cho mình một mạng lưới mối quan hệ khổng lồ trước và trong khi làm kinh doanh. Hãy có tư duy trồng trọt thay vì đi săn bắn trong kinh doanh. Hãy có tư duy là ươm mầm và trao giá trị, tạo dựng giá trị cho tệp khách hàng tiềm năng của mình. Chúng ta hãy xác định thị trường tiềm năng của mình, đối tượng khách hàng tiềm năng là ai, họ đang cần những giá trị gì, và mỗi ngày chúng ta học tập trao dồi những cái giá trị đó để có thể chia sẻ và trao cho những cái đối tượng khách hàng tiềm năng của mình mỗi ngày. Chính nhờ như vậy, bạn cứ trao đi mỗi ngày và nuôi dưỡng cái tệp khách hàng tiềm năng thì bạn sẽ luôn luôn có một mối quan hệ rất khổng lồ trên tất cả các trang mạng xã hội. Nhờ như vậy, bạn sẽ luôn luôn có một cái lượng khách hàng dự trữ để khi nào họ cũng có thể là đối tác, là khách hàng của bạn khi họ nhận đủ giá trị. Và nếu như bạn chưa có biết bắt đầu như thế nào để tạo dựng và xây dựng những cái giá trị cho cộng đồng mạng, cho những cái đối tượng khách hàng tiềm năng của mình, thì hãy tham gia học cùng Phương. Trong câu lạc bộ, Phương chia sẻ có một cái quy trình, một cái lộ trình rất cụ thể để bạn có thể xây cho mình một cái giá trị bền vững
và dùng cái giá trị đó để tạo giá trị cho cộng đồng. Nếu như bạn rất là quan tâm và rất là quan trọng cái việc mà chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc để giúp cho chúng ta khởi nghiệp, chúng ta kinh doanh và thành công luôn, thì hãy tham gia học cùng Phương một cái lộ trình kinh doanh.